Rồi. Anh ở lại thêm chút, cô giáo thấy có phiền. Anh nhìn mặt em coi, thấy em có phiền không? Thôi đi, em biết á là anh đang kiềm chế bản thân lắm đúng không? Em nhìn á là em biết anh thích em rồi, đừng có giả bộ. Em nghĩ coi, anh có thích em không? Không thích em mà bỏ vợ, bỏ con, bỏ công việc và học nhảy với em. Nhưng có một điều. Điều gì? Em trẻ đẹp xinh tươi hấp dẫn vậy, biết bao nhiêu thằng theo em. Anh có nghĩa lý gì đâu. Anh này, chưa gì mà đã tự ti rồi. Gừng càng già càng cay, em càng thích. Uổng công, mấy lâu nay em thầm thương trộm nhớ anh. Anh nói vậy á, làm em buồn đó, không hiểu em gì hết trơn à. Được rồi, sao không hiểu em được. Ui, đẹp quá à. Anh, em lấy thêm cái này nữa nha. Ừ. Trời ơi, cái màu đẹp quá vậy nè. Anh, đẹp không? Ừ, đẹp. Đẹp mà sao cái mặt trụ vậy? Anh đừng làm em mất hứng nha. Ừ, thì anh khen đẹp. Nhưng mà em, thôi mình đi ra ngoài kiếm gì ăn đi, đố bụng quá. Gì vậy? Vô shop của người ta thì cũng phải lựa đồ nhiều nhiều chứ. Mới mua được có hai cái áo à, rồi đòi về. Em muốn mua thêm cái túi này anh không cho hả? Trời ơi, cái túi này là da bình thường, có gì đâu mà mắc lắm. Mắc cái gì mà mắc? Anh không mua cho em đúng không? Không mua thôi. Thôi đừng có giận, em yêu của anh mà. Thôi mua đi. Đi là tính tiền đi. Thưởng bà này, hay nhét một túi áo lắm. Cây rồi bà, cất kỹ thiệt chứ, để mình chết mới được. Ông làm gì vậy? Ông lấy tiền đi đâu vậy hả? Ông nói coi. Ông trả tiền lại cho tôi đi. Tiền này là để tôi mua thuốc uống đó. Ông lấy đi rồi, tiền đâu mà tôi mua thuốc uống. Thuốc men cái gì? Bà uống thuốc thì quanh năm suốt tháng, chế về bà bữa có chết đâu. Tôi lấy tiền này đi làm ăn, đàn bà biết cái gì nó tránh chỗ ra. Lần trước ông lấy đi một lần tôi không có nói rồi. Lần này coi như là tôi xin ông đi. Tôi dành dụm biết bao nhiêu ngày mới được bao nhiêu đây tiền để mua thuốc à. Ông trả lại cho tôi đi, ông thương tôi đi ông. Ông đừng có lấy đi mà. Nè, bà bớt khóc lóc lại giùm tôi cái đi. Tiền nào tiền của bà? Đã làm không ra tiền rồi bệnh hoạn quanh năm suốt tháng à. Ông Thịnh ơi, ông trả lại cho tôi đi, tôi năn nỉ ông á. Thôi đi. Bộ muốn tôi chết ông Thịnh. Bực mình quá, đang có chuyện gấp mà. Ông Thịnh. Cái coi. Ý, thì là đã quá. Ngay là thêm một cái bên đây đi. Nè, thì ra mấy hôm nay cô nói cô bận không gặp tôi được là đi ra ngoài này ôm chài đúng không? Thằng này là thằng nào? Cô giải thích đi. Ủa, nhìn mà không hiểu hay sao? Còn phải đợi tôi giải thích nữa. Đây là người yêu của tôi. Cô dám cắm sừng tôi ha? Cái gì? Ông mới nói cái gì? Ông nói tôi cắm sừng ông hả? Trời đất ơi, tôi với ông có mối quan hệ gì với nhau đâu mà gọi là cắm sừng. Ông nói mà không có biết ngượng miệng hả? Không biết nhục hả? Cái thằng này người yêu của cô, còn tôi là ai? Hả? Thì ông là một ông già ngu ngốc, suốt ngày chỉ biết đem tiền cung phụng cho gái thôi. Trời đất ơi, cái chuyện đau lòng như vậy mà ông phải bắt tôi nói quạch tẹt đâu mới chịu hiểu hả? Ngu vừa vừa thôi chứ. Con đó. Đúng rồi. Trâm của tôi nha, vừa đẹp gái nè, vừa trẻ trung, như vậy mới xứng với tôi. Không lẽ lại đi với một cái ông già hết xíu quách như ông hả? Anh nè, để em kể cho anh nghe. Lúc đầu á, em thấy ổng mê em quá nên là em mới bố thí một chút tình cảm của em cho ổng. Mà lúc đầu nha, cũng mà chịu chi tiền dữ lắm. Mà ai ngờ hết tiền nhanh quá, nên thôi, chia tay sớm mất đau khổ. Rồi có gì đâu mà lại đây níu kéo khóc lóc thế ghê. Cô quá đáng lắm nha. Tôi lấy tiền để cúng phụng cho cô. Giờ cô muốn dở mặt với tôi đúng không? Rồi sao? Tôi vậy đó rồi sao? Muốn trở mặt chia tay đúng không? Vậy trả quà trả tiền cho tôi đi. Ông có bị ngu không vậy ông già? Ở đời người ta có cái câu hay lắm á, nghe chưa? Bắc thang lên hỏi ông trời,
lấy tiền cho gái có đòi được không? Cô mà không trả tiền cho tôi, cô không có yên tôi đâu. Không yên rồi sao? Ông muốn làm gì hả? Ông già hết sức quách rồi, ông làm gì được ai hả? Ông có làm gì được tôi không? Ông có chơi lại thằng này không? Ê, mà ông già, tôi nghe nói là hình như ông lấy tiền mua thuốc của vợ ông cung phụng cho tôi đúng không? Trời đất ơi, anh công nhận bà vợ cũng xấu số dữ lắm ha, mới gặp đúng cái ông chồng khốn nạn vậy á. Nếu mà ông còn nhân tính á, thì làm ơn về chăm sóc cho vợ ông đi nha, để tích phước tích đức. Thôi anh, đi, chúc ông may mắn nha. Đi á. Dạ, alo tôi nghe. Alo ông Thịnh đúng không? Dạ đúng rồi. Vợ ông đang nguy kịch, ông mau đến bệnh viện liền đi. Vợ tôi nguy kịch hả? Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với ông, nhưng mãi không được. Ông đến bệnh viện ngay đi, để kịp nhìn mặt vợ ông lần cuối đó.